hai muỗng nha. Có vẻ hơi lung khô. Đây, anh có cái này này. Dạ. Rồi em để xuống đi. Anh thử nha. Cho nó đi một vòng luôn đó. Khỏi chán nữa. Ok. Cái này em cảm thấy vẫn hơi bị nhiều. Thường thì em như thế này xong thì em sẽ đổ ra đây để cho nó có một cái lớp dầu nó phủ bên dưới. Rồi, đổ hết ra này. Sau đó mình sẽ cho trứng vô. Một muôi trứng nha. Rồi, sau khi sáng này em đổ ra liền. Ta-da! Rồi. Như vậy là mỏng luôn. Wow, vậy là em làm rất là nhiều lần luôn đó. Chứ anh đổ vô là anh cái tay nó bị lỗ liền. Bong nhẹ ra đúng không? Bong nhẹ ra. Rồi mình lật. Em không biết canh cỡ lửa như nào cho nó vừa nữa, nhưng mà chắc chưa được đâu. Chưa được. Không mong mà không bị cháy, không bị quê chết gì được. Sao đâu. Ôi, quá tuyệt vời, quá đẹp. Thăng thăng. Dạ, anh làm thử một lần thế nào.